Wow, vậy là vị trí của em chiến thắng hai đường hả? Mọi người xem nè, Hồng Ngọc chiến thắng một lần là hai đường. Hai đường luôn nha. Lần đầu tiên sau nhiều mùa phát sóng của chương trình chọn ai đây? Nếu như bây giờ Hồng Ngọc trả lời chính xác tại vị trí của Mạc Văn Khoa, lần đầu tiên hai đường chiến thắng về chung một lối năm dấu. Thấy chưa, nhờ em thấy chưa? Hồng Ngọc sẽ chọn vị trí của Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa, trọng trách nặng nề. Theo khảo sát 200 đàn ông, họ thường làm gì nếu đi ăn tiệc với đồng nghiệp nhưng vợ chỉ cho 50.000 đồng? Đi uống cà phê sao mà cho có 50.000 đồng? Hỏi đi, tiệc. Tôi nói bạn ở nhà luôn. Ở nhà chừng nào vợ cho đủ giờ mình đi. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, ơi. Vẫn đi vì có quỷ đen. Hợp lý. Từ chối không đi nữa. Mượn tiền đồng nghiệp vẫn đi, nhưng mà viên rau cho tới mượn hợp lý nhá, hợp lý, lo đêm nay nhá. Nói rõ vợ chỉ đưa 50.000, vợ tao đưa 50.000, uống thì uống, uống thôi về. Thôi chứ đâu không có rồi đó. Sĩ diện lắm anh ơi, bà không có nói gì đâu. Kêu đồng nghiệp bao. Không phải, với một trường hợp mà người vợ đã đưa cho 50.000 để đi tiệc thì trường hợp này chắc xảy ra rất nhiều lần rồi, chứ không phải lần đầu nữa. Nếu lần đầu thì không bao giờ đi. Bởi vì chàng trai này, đúng, người chồng ấy đã cầm 50.000 và quyết định đi rồi thì cái trường hợp mà bao ấy là không có đâu, bởi vì không ai bao hoài được. Trường hợp đầu tiên á Khoa. Đầu tiên hả? Đầu tiên là có quỷ đen. Tại vì mình biết trước mình sẽ được 50 và mình chắc chắn phải có quỷ đen nếu như đây là lần thứ N. Nhưng mà cái này khảo sát thì chưa chắc 200 người đàn ông ấy đều quỷ đen hết ấy. Có hết. Đó gọi là quỷ tiết kiệm. Không, em vẫn nghĩ cái lý do là mượn bạc. Mượn tiền đồng nghiệp ấy. Mượn tiền đúng đồng rồi, nghiệp. Bởi vì là trong công ty hay là thì có rất nhiều đồng nghiệp. Mình cứ mượn hết công ty thì cũng đủ để đi tiệc khoảng 10 năm. Trời. Thì theo được. Em nghĩ đó là nghe. Một cái lý do mà thông cảm được. Cái này không phải là mượn nợ, cái này giống như kiểu ứng ra ấy. Dù mà nay bạn ứng cho mình cái này phát rồi. Chốt đi em ơi. Chốt. Ứng là mượn tiền đồng nghiệp ạ. Tin hay không ạ? Dạ, với kinh nghiệm 22 năm ở cùng bố mẹ thì con nghĩ là đáp án A mới là đáp án chính xác. Quỷ đen là đi. Wow. Tại vì có quỷ đen. Dạ. Có nghĩa là không tin là bạn Khoa. Vậy là cũng tùy quyết định của em, bởi vì là anh này không có quỷ đen. Quyết định nha, câu này không phải là chiến thắng không mà là lập kỷ lục đó. Dạ con không tin ạ. Không tin bạn Khoa. Nếu chính xác mang về chiến thắng và tạo ra một kỷ lục chưa từng có trong chương trình này. Chuẩn bị bắn pháo bông nha. Chúc mừng nha, chúc mừng nha. Chúc mừng nha. Chính xác. Chính xác vì không tin Mạc Văn Khoa, và cũng chính xác vì chọn đáp án A. Chính xác luôn. Wow. Vẫn đi vì có quỷ đen 28% người đồng tình. Từ chối không đi nữa 21%. Mượn tiền đồng nghiệp như Mạc Văn Khoa 18%. Nói là vợ tao đưa 50.000 đấy 10%. Và nhờ đồng nghiệp bao là 9%. Như vậy, thưa quý vị thân mến, rất đặc biệt ngày hôm nay Hồng Ngọc đã có một chiến thắng vẻ vang. Và dĩ nhiên Vân Anh không may mắn, nhưng mình vẫn còn một vòng đấu nữa. Đừng buồn phiền gì cả, chúng ta vẫn còn đấu, vẫn còn chứng tỏ mọi người biết rằng mình sẽ chiến thắng ở vòng sau. Và mình chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu với người chiến thắng ở cặp thứ hai. Bây giờ là vòng thứ hai, xin mời.